Xin chào mọi người. Thì hôm bữa xong cái bài post chia sẻ về da của em thì có rất là nhiều chị, nhiều bạn quan tâm về mỹ phẩm em đang xài, làm phẩm gì và cách chăm sóc da của em như thế nào. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để nói cụ thể về cái việc chăm sóc da của em. Tại vì em rất là lười biết, với lại em không có bán mỹ phẩm nha mọi người. Cái tính của em á, là mỗi lần mà em xài cái gì mà em cảm thấy thành công với em á, thì em sẽ rất là nhiệt tình. Không có ai trả tiền cho em luôn nhưng mà em vẫn nhiệt tình để em giới thiệu cho mọi người. Ok, thì bây giờ em sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên mọi người hỏi nhiều nhất là em xài mỹ phẩm gì. Thì đó là em xài MT Dramatic. Cái hiệu này là dược mỹ phẩm của Mỹ. Thường bình thường thì dược mỹ phẩm mọi người cũng biết rồi, nó sẽ có những cái chức năng đặc trị riêng cho những cái vấn đề khuyết điểm về da của mình. Thì da của em là thuộc là dạng da khô, dễ nám và rất là dễ bong tróc mỗi khi đi trời nắng, cho nên dễ bị lão hóa nữa. Đúng rồi, thì em xài Dramatic này là được khoảng gần 2 năm, từ tháng 9, tháng 10 gì đó năm 2018 cho đến bây giờ. Đó, em xài, nói chung là mọi người xài bất kỳ loại mỹ phẩm nào cũng vậy, thì mọi người phải có một cái sự kiên trì nhất định. Nếu mà nó không dị ứng ấy nha, thì mình phải theo nó đến cùng, tới khi nào có kết quả thì thôi. Hồi trước đó em xài rất là nhiều loại và không có đủ kiên trì để theo, nhưng mà cái Dramatic này em theo hơn gần 2 năm thì em cảm thấy là mình đã thành công khi mình đã theo đuổi một cái loại mỹ phẩm nhất định. Thì cái điều thứ hai mọi người hỏi là cách chăm sóc da của em như thế nào. Thì cách chăm sóc da của em nó cũng giống như bao bạn nữ khác thôi, thì nó cũng quanh quẩn quanh cái việc là làm sạch da và dưỡng da ban ngày ban đêm. Thì một cái điều mà tất cả mọi người, tất cả các bạn gái luôn, sau ai cũng phải làm ở bước này, đó là bước tẩy trang. Thì sau khi mình về nhà đó là tẩy trang sạch da. Thì nhà da khô á, để phù hợp rất là nhiều loại tẩy trang, nhưng mà em thấy là tẩy trang dầu phù hợp với da khô nhất, và ba loại tẩy trang cảm thấy ok đó chính là dầu dừa, Suemura và Muji, mà loại dầu á với mọi người, thì nó rất là hợp. Thì hiện tại em đang xài dầu dừa, nhưng mà tẩy trang như thế nào là ok. Thì tẩy trang có rất là nhiều cách. Mọi người có thể cho thẳng dầu dừa hoặc là dầu tẩy trang lên mặt và có thể xoa đều để cho nó sạch bụi bẩn. Còn cách thứ hai là mình cho dầu tẩy trang ra một cái miếng bông tẩy trang đó, xong rồi mình kéo theo chiều hướng đi lên. Tại vì mình kéo ngược hướng lỗ chân lông á, thì các bụi bẩn nó sẽ dễ ra hơn và cái mặt mình nó sẽ nâng cơ. Mà em không biết là có nâng được không, nhưng mà cả thì cứ làm được như vậy được. Ok, đó, xong cái bước tẩy trang thì mình sẽ đến bước là rửa mặt. Thì em cũng xài rửa mặt của Dramatic. Một cái điều hay của Dramatic là tất cả các loại mỹ phẩm của nó sẽ đánh số. Đây là số 1, là cái bước đầu tiên là mọi người sẽ rửa mặt. Đó, thì em sẽ rửa mặt của Dramatic ban ngày ban đêm, rửa mặt khác nhau nha. Tại vì ban ngày mình sẽ rửa một lần, còn ban đêm là sau cả một ngày dài về thì cái mặt mình rất là dơ, mình sẽ rửa hai lần cho nó sạch cái da mặt của mình. Thì mình rửa, em rửa hai lần xong thì sau khi rửa mặt thường thường thì mình sẽ apply mỹ phẩm luôn, là toner các kiểu, kem dưỡng. Nhưng mà em sẽ tẩy tế bào chết, một tuần em sẽ tẩy hai lần. Và em sẽ sử dụng loại nào, đối với da khô của em thì em sẽ ưu tiên cái loại là có dầu dừa nha, có dầu dừa, mật ong và cà phê. Thì em hay tẩy, em tẩy cái này nè, cái này là của mẹ Ken, của chị Lan Anh bán, thì xài rất là được. Thì mọi người, nếu mọi người muốn mua thì em có tag tên ở phía dưới comment thì mọi người liên hệ mua nha. Xong mình sau cái bước làm sạch xong xuôi hết rồi nha, thì bây giờ tới cái bước dưỡng. Thì cái bước dưỡng đầu tiên đó là toner. Mọi người apply toner lên mặt mình á, toner đây là số 2. Mọi người apply toner lên mặt mình thì cũng giống như là cách em tẩy trang hồi nãy á, thì mình cũng cho toner lên dầu tẩy trang, lên cái bông tẩy trang, xong rồi mình sẽ kéo lên này nè. Đó, cũng giống như câu hồi nãy, không biết lên được bao nhiêu cái cơ mặt á, nhưng mà kệ, được nhiêu hay nhiêu đó, đỡ phải kéo xuống cái mặt sề sề đó. Xong rồi, xong cái bước toner thì tới là cái phần da yếu nhất trên mặt của mình, đó chính là vùng da mắt đó. Mọi da mắt của em là siêu luôn, siêu dễ bị lão hóa luôn á, nói gì giờ lão hóa luôn rồi nè, chứ dễ gì nữa. Thì em hay chụp hình mà, hình em nheo 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 vậy nè đó, xong rồi nắng chiếu thẳng vô luôn đó, thì lúc nào công
cái khác của Dramatic nó không có giống như các loại mì băm khác là mọi người sẽ thoa đúng không? Còn cái loại này á, là mình sẽ chấm lên cái điểm cần thiết đó, xong rồi mình sẽ đánh, lấy tay mình đánh này, đó. Khi nào mà nó thấm vào da mình á thì xong. Có khi em sẽ mất khoảng 3 đến 4 chục phút để ngồi trước gương, chỉ để xài mấy các loại mỹ phẩm apply lên mặt thôi á, là sáng nửa tiếng tới nửa tiếng đó, một ngày là mất hết 1 tiếng, chưa kể là rửa mặt với lại chỗ đó mặt nạ các kiểu nữa, nói chung là rất là lâu lắm. Xong sẽ tới là số 3, thì số 2 không có số 3, thì số 3 này cái loại này là kem sáng da, thì sáng da này mình sử dụng được ban ngày và ban đêm luôn. Mình cũng apply vào các điểm lên gương mặt mình đó, rồi mình đánh cho nó thấm vô là xong. Thì bây giờ tới số 5, ban đêm thì có số 5, tại sao là không có số 4? Tại vì da em á, là rất là yếu và nhạy cảm, cho nên cái chuyện mà tư vấn da cho em á, khuyên em ấy là hướng dẫn em là ít xài số 4, em chỉ xài được có 1 tuần 2 ngày là thứ hai và thứ sáu. Tại vì cái này là nâng cơ và tăng độ đàn hồi, thì trong khi da tái tạo thì da mình rất là yếu, cho nên mình xài cái này ít thôi. Thì da em xài cái này ít, nhưng mà mỗi lần xài xong nó rất là thích, thì mọi người sáng hôm sau nó có vẻ như là trẻ được vài ngày tuổi. Ok, bây giờ tới số 5, thì số 5 là chỉ dùng cho ban đêm thôi nha, nó là chất dưỡng da ban đêm, thì cũng là màu vết thâm, đốm đen rồi mồi, làm sáng da, tăng độ rạng rỡ cho da, thì xài ban đêm. Còn ví dụ ban ngày mình sẽ không xài số 5, thì mình sẽ xài tới số 3 thôi. Xài tới số 3 xong mình sẽ tới bước cái chống nắng. Thì cái chống nắng của Dramatic, để em đi lấy cái chống nắng. Thì cái chống nắng của Dramatic thì em nhận xét nó là rất là đỉnh của đỉnh luôn. Thì em xài có nhiều loại em xài nó rất là basic hoặc là nâng tông nhiều quá, nhưng mà cái Dramatic này nè, nó nâng tông vừa nhưng mà da rất là mịn nha, không có bị basic, khi mình đánh vô thì nó thấm vào da luôn. Cho nên nếu mà ví dụ sau này mà em không có xài mỹ phẩm của Dramatic nữa thì em vẫn sẽ duy trì sử dụng chống nắng của nó và sửa rửa mặt của nó siêu tốt. Hai cái loại này là hai cái loại mềm thấm nắng nhất. Xong thì mọi người, ví dụ ban ngày thì mọi người sẽ uống thêm có chống nắng, không gì tái tạo da, thì em sẽ uống chống nắng của HelioCare đó. Cái loại này thì ok, không có phải chống nắng, cái độ chống nắng của nó vừa phải. Cái này là cũng là chị tư vấn da kêu em uống, thì em không có để ý nhiều về cái chống về thuốc chống nắng đâu, tại vì em rất là ít ngại uống gì đó vào cơ thể. Nhưng mà em thấy một sự khác biệt khi mà mình uống chống nắng vào, là sự khác biệt lớn nhất là khi em chụp hình á, em tiếp xúc ánh nắng trực tiếp rất là nhiều. Thì cái hôm em không uống chống nắng á, thì da em rất là em về á, thì da em bị đỏ, bữa sau thì bong tróc. Nhưng mà cái hôm em uống chống nắng đi chụp cũng là đi chụp trong thời tiết nắng gắt vậy luôn, nhưng mà về da không đỏ, chỉ có hơi khô nhẹ xíu thôi, nhưng mà da rất là bình thường, tức là như bình thường luôn, không có đỏ luôn, thì em thấy rất là hay. Thì kể từ đó là em uống chống nắng thường xuyên. Nhưng mà uống chống nắng thì mọi người phải siêu uống nước, tại vì để cho thận mình nó lọc dễ hơn. Đó là cái bước dưỡng da cơ bản của em. Thì cái thứ ba mọi người quan tâm, em nghĩ cái đó mọi người sẽ quan tâm nhiều nhất, đó là giá tiền. Thì cái hiệu này xài giá như thế nào, có mắc không? Thì đối với em cái này là không rẻ mà cũng không mắc. Thì giá của nó dao động là em mua một bộ đầy đủ nó là tầm khoảng 20 triệu. 20 triệu thì mình xài rất là lâu, tầm khoảng 6 tháng. Nhưng mà trong khi mình xài, ví dụ mà cái loại là mình xài nhiều mà nó có hết thì mọi người mua bổ sung thêm, thì nó có quá mắc. Một cái số của nó mua tầm khoảng 1 triệu mấy đến 2 triệu, tùy. Nhưng mà ví dụ cái mắt thì sẽ lâu hết, hoặc là toner, hoặc là kem dưỡng, chỉ có nhanh hết là cái chống nắng, thì mình xài mỗi ngày rất là nhiều lần, mỗi ngày phải apply đến 3-4 lần thì nó sẽ nhanh hết hơn. Với lại sữa rửa mặt thì cũng sẽ nhanh hết. Thì hai cái loại đó thì cũng không quá mắc thì mình phải mua. Ok, thì em đã chia sẻ cụ thể về những cái bước dưỡng da của em và cái lần của em xài. Nếu mà mọi người có vấn đề về da khô hoặc nám giúp em thì có thể hỏi, nhắn tin em sẽ trả lời cho mọi người. Còn vấn đề về da dầu hoặc là mụn ẩn, da lão hóa thì em không có làm nhiều, thì mọi người có thể nhắn tin cho cái chị mà tư vấn da của em, thì em hay tag tên chị đó là chị Vi.